Thưa quý vị, thưa các bạn, ngành da giày là một trong những ngành có vai trò quan trọng, đóng góp lớn vào tăng xuất khẩu. Song để tiếp tục duy trì vị thế và nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành này so với các quốc gia khác trên thế giới, đòi hỏi một chiến lược toàn diện nhằm giải quyết những khó khăn, mở đường cho sự phát triển hơn trong thời gian tới. Việt Nam đã vươn lên đứng thứ hai thế giới về xuất khẩu và thứ ba về sản xuất da giày. Theo nhận định của các chuyên gia kinh tế, mặc dù có đến 90% sản lượng xuất khẩu, nhưng lợi nhuận thu về từ ngành này chỉ đạt mức 25% giá trị gia tăng. Đó là bởi, sau nhiều năm gia nhập chuỗi giá trị da giày toàn cầu, nhưng ngành da giày Việt Nam vẫn chỉ tập trung xuất khẩu các sản phẩm da giày theo phương thức gia công, một vị trí đáy của chuỗi giá trị toàn cầu với giá trị gia tăng tương đối thấp. Hạn chế lớn nhất của ngành này là sự phát triển không đồng đều ở các khâu, đặc biệt là ở công đoạn đầu trong chuỗi giá trị bao gồm sản xuất nguyên liệu, thiết kế mẫu mã. Điều này đã cản trở sự phát triển, làm giảm giá trị gia tăng ở khâu sản xuất. Cụ thể, trong 3 khâu của chuỗi giá trị toàn cầu, từ nguyên liệu đầu vào, sản xuất cho đến phân phối, Việt Nam chỉ thực hiện ở khâu thứ 2 là công đoạn cắt, may, lắp ráp theo đơn hàng từ nước ngoài, không chủ động khâu nguyên liệu, lợi nhuận thu về thấp. Ngành da giày Việt Nam đa số là 90-95% là gia công. Mà đối với những công ty và chuyên về gia công thì họ không có chủ động được trong cái khâu mua nguyên phụ liệu, mà hoàn toàn lệ thuộc do đối tác chuyển qua. Khi chúng ta làm theo cái chuỗi sản xuất thì lợi thế chúng ta là chủ động được trong sản xuất. Chúng ta không cần phải phụ thuộc vào một số các cái vật tư chúng ta nhập từ bên ngoài vào. Trong số các cam kết của chúng ta đối với các cái hiệp định thương mại thì do thế về mới này, có thể nói là dệt may và da giày là một trong những ngành mà có thể nói là có nhiều ưu đãi và có nhiều cơ hội để phát triển. Tuy nhiên, một trong những cái khó khăn vướng mắc hiện nay là chính là về cái đáp ứng được các cái yêu cầu về cái quy tắc xuất xứ cũng như là các cái yêu cầu khác về môi trường, xã hội. Chính vì vậy mà để đáp ứng được các quy tắc xuất xứ thì một trong những cái yêu cầu đặt ra trong thời gian tới là tập trung nguồn lực đầu tư vào sản xuất nguyên liệu, sản xuất phụ liệu để phục vụ cho những cái doanh nghiệp mà sản xuất cái hàng xuất khẩu, thì như vậy thì mới có thể đáp ứng được những cái yêu cầu của các xuất xứ trong các hiệp định thương mại tự do. Việt Nam chưa hình thành chuỗi liên kết ngành và phát triển công nghiệp hỗ trợ để doanh nghiệp trong nước có thể chủ động nguồn cung nguyên phụ liệu, giảm sự phụ thuộc vào nhập khẩu. Trong khi đó, hầu hết các khách hàng của ngành dệt may, da giày là tập đoàn toàn cầu và có liên kết từ khâu thiết kế, nguyên phụ liệu đến xuất khẩu, nên doanh nghiệp Việt sẽ khó mà chen chân. Trong một số năm vừa qua, hiệp hội chúng tôi đã làm được một số việc cũng không là nhỏ. Thí dụ như thứ nhất là chúng tôi có một cái trung tâm gọi là trung tâm Lefaso. Thứ hai là chúng tôi cũng đã có ở đó một cái trung tâm về phát triển sản phẩm. Rồi bên cạnh đấy thì chúng tôi có một cái trung tâm về đào tạo. Rồi chúng tôi có một cái trung tâm để trưng bày về nguyên phụ liệu. Rồi hình thành các cái trung tâm mà nghiên cứu về phát triển cho công nghệ và sản phẩm. Thì Hiệp hội Da giày và Túi xách Việt Nam chắc chắn là sẽ đóng một cái vai trò hết sức là tích cực và vai trò đầu tàu. Có thể kết nối được không phải là chỉ các khách hàng ở trong nước mà kể cả khách hàng cũng như xuất khẩu đi cho các nước. Đối với những cái nguyên liệu mà chúng ta làm ra. Bây giờ phải nói là cái công nghiệp hỗ trợ mình chưa đáp ứng được cho các cái nhu cầu của các doanh nghiệp nước ngoài. Bởi vì chúng ta quy mô nhỏ, thấy chưa? Vốn yếu, công nghệ cũng yếu, phải có nhờ chính phủ hỗ trợ, bổ trợ cho các doanh nghiệp. Nhờ lúc đó thì doanh nghiệp mới đủ sức để liên kết lại thành một cái gì gọi là đủ lực để mà cung cấp cho cái chuỗi của cung ứng toàn cầu. Bây giờ chúng ta làm sao? Phải đào tạo thêm những kỹ sư của ngành da giày. Như thế ngành da giày chúng ta mới phát triển được, mới mạnh lên được, mới hội nhập với lại cái xu hướng của toàn cầu. Do đó, chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng tập trung ngay từ khâu vật tư, cung ứng nguyên liệu cho đến khâu sản xuất phân phối. Trong đó, phải có định hướng các chính sách phát triển công nghiệp hỗ trợ, quy hoạch cụm công nghiệp hỗ trợ để thu hút đầu tư, tạo liên kết chuỗi khép kín nhằm gia tăng giá trị sản phẩm để hạn chế phụ thuộc vào nước ngoài. Chúng tôi cũng mong là có rất là nhiều các cái cụm công nghiệp làm về nguyên liệu giày mà được nhà nước cho đầu tư, cũng như là các cái doanh nghiệp nguyên chuyên về các cái nguyên liệu đó. Khi hòa nhập vào chung cái các cái hiệp định thì chúng ta sẽ có một cái chuỗi liên kết, thì lợi thế chúng ta là chủ động được trong sản xuất. Để gia tăng các giải pháp cho ngành này phát triển, hiện Bộ Công Thương đang xây dựng chiến lược phát triển ngành công nghiệp dệt may da giày Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2035, trong đó đặt ra mục tiêu cho từng giai đoạn
Cụ thể, giai đoạn 2020-2025, giá trị gia tăng trong ngành dệt may da giày sẽ tăng trưởng khoảng 6-7% một năm, kim ngạch xuất khẩu đạt 95-100 tỷ đô la Mỹ với tốc độ tăng trưởng xuất khẩu đạt từ 8-10% một năm, tăng tỷ lệ doanh nghiệp ứng dụng đổi mới công nghệ trong dây chuyền sản xuất. Giai đoạn 2026-2030, tăng giá trị gia tăng trong ngành dệt may da giày đạt khoảng 5-8% một năm, kim ngạch xuất khẩu đạt từ 120-130 tỷ đô la Mỹ với tốc độ tăng trưởng xuất khẩu đạt từ 4-5% một năm. Giai đoạn 2030-2035, Việt Nam duy trì vị thế trong nhóm các nước xuất khẩu hàng dệt may da giày lớn nhất thế giới. Chúng tôi cũng mong muốn cùng với hiệp hội cùng suy nghĩ đưa ra những giải pháp hết sức thiết thực, chúng đích để có thể đề xuất với chính phủ một bộ giải pháp để cho chúng ta không chỉ nắm bắt cơ hội mà còn cả tạo ra được cả một chuỗi các nhà sản xuất nguyên phụ liệu đi kèm theo để làm sao chúng ta tạo ra một giá trị gia tăng lớn nhất trên lãnh thổ Việt Nam. Đến 2030 thì chúng ta sẽ cố gắng chủ động ít nhất là 60% những cái loại nguyên liệu chính mà chúng ta sản xuất ở trong nước. Và cái quan điểm mới của chúng tôi là bây giờ khi tập trung đầu tư vào cái công nghệ hỗ trợ là chúng tôi không phải chỉ tính đến cái việc mà mình phục vụ cho trong nước và có thể cho cả thế giới. Để hoàn thành các mục tiêu trên, Bộ Công Thương đề xuất nhiều giải pháp hoàn thiện thể chế, chính sách như ưu đãi, hoàn thuế cho các doanh nghiệp có dự án đầu tư phát triển nguyên liệu chất lượng cao hoặc sản phẩm hỗ trợ phục vụ phát triển ngành dệt may, da giày, chính sách khuyến khích, hỗ trợ xây dựng các khu công nghiệp tập trung, kết hợp hạ tầng cho các cụm công nghiệp chuyên ngành dệt may, da giày theo hình thức tổ hợp, khép kín từ khâu dệt, nhuộm, hoàn tất, may. Để phát triển ngành công nghiệp dệt may, da giày, bên cạnh đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư, tới đây, Bộ Công Thương còn tích cực phát triển thị trường mới và khuyến khích doanh nghiệp đa dạng hóa sản phẩm xuất khẩu, tận dụng triệt để các lợi thế từ các hiệp định thương mại tự do FTA thế hệ mới như CPTPP, EVFTA mang lại.